Quang thông mến chào các bạn đã đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2017, bản tin 17 giờ có những nội dung chính như sau. Xác minh clip tối công an cho người đánh dân ở quận 7. Tài xế đạp nhầm chân ga, tông chết và học sinh bị bắt. Học sinh bị ném nước mù mắt, nhà trường đền 105 triệu đồng. Cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh nổ súng trấn áp, nhóm đập phá trụ sở. Thi thể thanh niên đứt lìa chân dưới cầu Bộ trưởng Israel đòi ám sát Tổng thống Syria. Ukraine tố Nga tấn công trang website Tổng thống. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 13 tháng 5, Facebook mang tên là Tuyết Mai chia sẻ trên trang cá nhân của mình clip cùng câu chuyện với tựa đề Lại chuyện công an cho người đánh dân, Cô gái chia sẻ vụ việc xảy ra vào 20h40 ngày 12 tháng 5, khi cô gái cùng bạn đi ăn ở quán lẩu dê trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, thì thấy anh công an mặc quân phục biển tên Nguyễn Tùng Sơn, xưng là công an phường Tân Hưng, quận 7, đi cùng hai anh dân quân vào lấy ổ khóa xứ xe của khách hàng, sau đó đòi kiểm tra giấy tờ xe của toàn bộ khách trong quán. Cũng theo Facebook này, anh Sơn đi vào quán kêu tất cả khách hàng trong quán ra ngoài kiểm tra giấy tờ xe. Ai vào quán ăn hoặc ai từ trong quán bước ra đều phải kiểm tra giấy tờ và đòi giữ xe đem về phường nhưng không lập biên bản. Cô gái cho rằng hành động của anh công an này không đúng, sao công an đi kiểm tra mà chỉ đi một mình, nói sai thì lập biên bản chủ quán, sao lại xích xe khách hàng. Chỉ sau 3 ngày chia sẻ, câu chuyện và clip trên thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi với hơn 3 ngàn lượt chia sẻ, hiện đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Chúng tôi đã liên hệ với cô gái chủ nhân clip để được lắng nghe đầy đủ câu chuyện nhưng hiện vẫn chưa được phản hồi. Theo nguồn tin chúng tôi được biết, tối ngày 12 tháng 5, quán lỡ cho để xe khách lấn chiếm lòng lề đường Vỉa Hè. Phường đã nhiều lần yêu cầu chủ quán lên làm việc, nhưng chủ quán chưa thực hiện. Chúng tôi đã trực tiếp đến quán lỗ dây trên để tìm hiểu thực hư câu chuyện chủ Facebook trên viết, nhưng được một người áo đen, nhân viên gọi là đội trưởng quản lý bảo không biết gì hết, từ chối trả lời phỏng vấn. Người này cũng không cho nhân viên trả lời bất cứ điều gì với phóng viên. Trao đổi với phóng viên Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Công an quận 7 xác nhận người mặc quân phục công an trong clip trên là thượng úy Nguyễn Tùng Sơn, hiện đang công tác tại Công an phường Tân Hưng, quận 7. Ngày 17 tháng 5, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự BC45 Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Tuấn Thành, 31 tuổi, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Thành được xác định là tài xế điều khiển chiếc ô tô hiệu Camry gây tai nạn khiến ba học sinh tử vong và nhiều người khác bị thương vào ngày 14 tháng 5 vừa qua. Trước đó, khoảng 21 giờ 35 ngày 14 tháng 5, Thành lái ô tô chạy trên tỉnh lộ 279 theo hướng thị trấn Phố Mới đi xã Đại Xuân qua địa phận thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, xe do thành điều khiển bất ngờ lao vào nhóm 7 nam sinh người địa phương đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 3 học sinh 15, 16 và 18 tuổi tử vong, hai nạn nhân khác bị thương. Sau khi gây tai nạn, Thành rời khỏi hiện trường, sáng ngày 15 tháng 5 đi đến công an trình diện. Làm việc với cảnh sát, Thành khai khi lái xe gặp nhóm nam sinh do thiếu quan sát nên đâm vào xe đạp điện đi cùng chiều phía trước nên hoảng loạn, đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao tiếp vào các phương tiện còn lại. Chiều Ngày 16 tháng 5, tòa án nhân dân huyện Tỉnh Gia đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm liên quan đến vụ việc cháu Vũ Phương Anh, học sinh lớp 1 trường tiểu học Hải An bị bạn phi thứ kẻ vào mặt khiến mắt em bị mù. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15 tháng 1 năm 2016, trong giờ ra chơi, em Lê Ngọc Tuấn lớp 1B dùng thước gỗ gãy ném vào mặt em Nguyễn Hữu Quốc Bảo lớp 1A nhưng không may trúng vào mắt Phương Anh. Ngay sau đó, lãnh đạo nhà trường cùng với giáo viên chủ nhiệm đã dùng băng gạc dụng cụ y tế học đường sơ cứu và đưa em Phương Anh xuống trạm y tế xã. Tại đây, bác sĩ nhận định vết thương của em Phương Anh quá nặng, nên gia đình đưa cháu lên bệnh viện tuyến tỉnh và được đưa ra Hà Nội để cấp cứu. Bước đầu nhà trường đã hỗ trợ cho gia đình cháu 10 triệu đồng, lần hai là 15 triệu đồng, nhưng gia đình không nhận vì nhà trường không đưa ra lý do cụ thể. Trả lời hội đồng xét xử về đề xuất những yêu cầu mà gia đình bị hại đưa ra, chị Nguyễn Thị Hà, mẹ ruột của cháu Phương Anh cho biết, Gia đình không muốn đẩy sự việc đi quá xa mà chỉ yêu cầu nhà trường thỏa thuận và phải có trách nhiệm hỗ trợ bồi thường cho gia đình 300 triệu đồng để lo chữa trị mắt cho cháu. Tuy nhiên, đại diện phía trường không đồng ý với lý do nhà trường không có lỗi trong quản lý học sinh nên không chấp nhận bồi thường. Chị Hà khẳng định, tại phiên tòa này, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu nhà trường bồi thường 300 triệu đồng để sớm lo chạy chữa cho con gái. Trong khi đó, đại diện phía nhà trường, bà Đinh Thị Hương, hiệu trưởng cũng giữ quan điểm nhà trường không có lỗi trong quản lý và từ chối bồi thường 300 triệu đồng. Luật sư, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình cháu Phương Anh đặt câu hỏi với vị hiệu trưởng nhà trường, bà Đinh Thị Hương. Cháu Phương Anh không có lỗi, cháu Tuấn, người ném thứ không có lỗi, nhà trường cũng không có lỗi, vậy lỗi do ai? Nhưng bà Hương giữ im lặng. Tiếp sau đó, bà Hương trả lời kết quả do hội đồng xét xử phán xét và không nói gì thêm. Dựa trên những chứng cứ và trả lời các bên liên quan, hội đồng xét xử nhận định nhà trường có lỗi và phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý học sinh theo điều 621 Bộ luật dân sự năm 2005. Hội đồng xét xử tuyên án trường tiểu học Hải Quan phải bồi thường cho gia đình học sinh Phương Anh tổng cộng 105 triệu đồng. Trao đổi với riêng báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Hà, mẹ ruột của cháu Phương Anh, cho biết gia đình không đồng ý với kết quả tòa tuyên án bởi vì số tiền đó không đủ chữa trị cho mắt của cháu được lành lặng trở lại. Vì thế, chị tiếp tục đề nghị mở tòa phúc thẩm để đòi lại sự công bằng cho con gái mình. Ngày 17 tháng 5, Công an quận Gò Pháp cho biết đã lập hồ sơ xử lý nhóm Ma Men, quê Ninh Bình về hành vi hủy hoại tài sản, gây đói trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Đằng sáng hôm trước, ba thanh niên chạy vào trụ sở Công an phường 5, quận Gò Vấp. Phía sau có 6 người đuổi theo, la hét. Cảnh sát ngăn cản, nhưng nhóm này sọt thẳng vào trong, đập phá máy vi tính, photo, lật tung hồ sơ. Cảnh sát phải nổ liên tiếp bốn phát súng chỉ thiên, khống chế nhóm thanh niên, nồng nặc mùi bia rượu. Những người này khai, trên đường đi nhậu về thì gặp ba thanh niên nhìn đẻo nên đuổi đánh. Khi họ chạy vào cầu cứu công an, chúng đuổi theo dàn mặt, chứ không cố ý vào trụ sở công an. Khoảng 7 giờ sáng ngày 17 tháng 5, nhiều người dân phát hiện một cẳng chân từ đầu gối trở xuống, mắc kẹt trên một bụi cây dưới chân cầu ở công lộ dẫn vào núi Tà Cú, thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Phía dưới cầu là thi thể của một nam thanh niên đứt lìa chân trái, đã tử vong, cạnh đó là chiếc xe máy truy tìm tông tích, xác định người thanh niên này là Mai Philip 29 tuổi, ngụ Cái Bè tỉnh Tiền Giang, đến Hàm Thuận Nam để làm thanh long. Thông tin ban đầu tối ngày 16 tháng 5, anh Lít đi nhậu với bạn bè khoảng 23 giờ thì từ giả bạn bè ra về, suốt đêm có một số người thân không thấy anh trở về nên đã liên lạc nhưng bất thành. Đến sáng nay thì phát hiện nạn nhân đã tử vong dưới cầu trong tình trạng lứt địa chân trái. Vụ việc đang được công an huyện Hàm Thuận Nam điều tra làm rõ. Bộ trưởng nhà ở Israel, Yoav Gallant, ngày 16 tháng 5, nếu đề xuất ám sát Tổng thống Syria Pasha al-Assad và tiếp đến là xử lý đầu rắn tại Iran. Bộ trưởng Galen kêu gọi ám sát ông Pasha sau khi đài CNN đưa tin chính phủ Syria đã cho xây một lò thiêu gần nhà tù Senaya khét tiếng để thủ tiêu các bằng chứng về tội giết người hàng loạt. Tiếp đó, vị bộ trưởng Israel nêu, khi chúng ta tiêu diệt xong cái đuôi của con rắn, chúng ta sẽ tiếp cận đầu rắn Tehran và xử lý. Ông Galen, vị tướng đã về hưu, cho biết TAV muốn chính phủ của ông Assad, người theo dòng Alawit, bị lật đổ và thay thế bằng một nhà lãnh đạo theo dòng Sunni. Trước đó trả lời phỏng vấn đài quân đội Israel, Bộ trưởng Galen nói rằng những điều xảy ra tại Syria được coi như diệt chủng dưới mọi sự phân loại và ông Galen cho rằng sự lãnh đạo của ông Assad là tồi tệ nhất kể từ sau phát xít Đức. Những trường hợp trước đây so sánh chính phủ của ông Assad và phát xít Đức đều vấp phải phản đối của công chúng, Phát ngôn viên Nhà Trắng Sian Speaker hôm ngày 11 tháng 4 đã gửi lời xin lỗi sau khi đề cao chùm phát xít Adolf Hitler rằng đánh cả việc đội tử thần của Hitler còn không sử dụng vũ khí hóa học trong khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad lại sử dụng vũ khí hóa học. Ông Assad nắm giữ vị trí Tổng thống Syria kể từ năm 1999 sau khi cha ông Hafez Assad qua đời. Syria là một trong số ít quốc gia Ả Rập bầu Tổng thống thông qua cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc. Trước đó Ukraina đã đặt các lệnh trừng phạt về kinh tế đối với các trang mạng xã hội của Nga như Odnoklassniki, Contacty và tập đoàn Yandex, tập đoàn mạng lớn nhất của Nga, với lý do muốn bảo vệ quốc gia khỏi các mối đe dọa an ninh mạng. Các trang web bị trừng phạt rất phổ biến ở Ukraina. Contacty là trang web được truy cập nhiều thứ hai ở Ukraina vào tháng 3. Theo số liệu trích dẫn của hiệp hội Internet Ukraine, Yandex, Odnoklassniki và Mail.ru cũng nằm trong top 5 trang web phổ biến nhất ở nước này. Hiện có hơn 400 công ty Nga đã đưa vào danh sách đen của Kiev kể từ khi Nga sát nhập Crimea vào năm 2014 và cuộc nổi dậy của các phần tử ly khai diễn ra ở miền đông Ukraine. Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Kiev về việc tiến hành một cuộc chiến tranh không gian mạng chống lại nước này, cũng như các cáo buộc của Nga đang thúc đẩy một cuộc xung đột ở miền đông Ukraine bằng cách hỗ trợ vũ khí cho quân nổi dậy. Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay. Quang Thông mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước? Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh belo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.